Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay của mình thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng hai tài khoản cùng lúc trên điện thoại iPhone. Và bây giờ để mà làm được điều này, đầu tiên các bạn vào trong App Store để tải cho mình cái ứng dụng là DoSpace này. Cái ứng dụng này thì mình vừa mới tải về xong, bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem luôn ạ. Và đây là giao diện chính của ứng dụng. Trong này thì sẽ có đầy đủ các ứng dụng hoạt động bình thường và đầy đủ các tính năng giao diện giống như ở ngoài màn hình chính của mình. Và bây giờ các bạn muốn sử dụng hai ứng dụng nào cùng một lúc ấy thì các bạn chỉ cần nhúp vào cái dấu cộng ở đây ạ. Sau đấy các bạn chọn vào cái dấu cộng màu xanh như thế này. Vậy là ok rồi ạ. Chúc các bạn thành công.